phân vân tiết lộ nội tình Li Ning năm xưa, tiếc nuối vì không được thi đấu thêm cùng Sọc. Phân vân là streamer được cộng đồng LPL chú ý thời gian qua khi mang tới nhiều tin hot về thị trường chuyển nhượng. Mới đây, cựu đường giữa này tiếp tục mang tới câu chuyện liên quan đến Sọc và Fanbe giai đoạn Snake Esports đổi thành Li Ning. Kết thúc mùa giải 2019, Li Ning muốn cải tổ và buộc các tuyển thủ phải ra đi. Phân phân cho biết, thời điểm đó, Fanbe muốn chuyển đến Royal Navy Pub để sát cánh cùng UZ trong năm 2020. Tuy nhiên, hợp đồng của anh vẫn còn nửa năm và phía Li Ning dọa là anh có thể phải nghỉ thi đấu nửa mùa. Cuối cùng, Fanbe ở lại Li Ning đến hết năm 2020 rồi mới sang Epoch Gaming dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh đấy, phân phân cũng cho biết Li Ning có nhiều phe phái, đồng thời các quy định chuyển nhượng của đội thời điểm đó cũng khiến nhiều người không hài lòng. Li Ning có quá nhiều phe phái vào thời điểm đó, từ tuyển thủ, người đại diện cho tới nhóm quản lý đội. Đáng ra tôi đã có thể thi đấu cùng Sọc thêm một mùa nữa, nhưng rồi mọi thứ rắc rối và đường ai nấy đi. Trong mùa cuối tôi ở Li Ning, đội đã mang về một đường giữa người Hàn là Plex. Điều này khiến tôi không hài lòng vì phải dự bị khá nhiều vòng bảng. Mãi đến playoff hè 2019 tôi mới trở lại, và đó cũng là những trận cuối cùng. Sau đó tôi chuyển sang LGD, còn Sọc gia nhập Suning.